Anh Tuấn ơi, em với bạn ấy quen nhau 3 tháng, có quan hệ thân mật nhưng không quờ tờ giờ. Mà em cảm giác là bạn ấy không có tình cảm nhiều với mình. Có lẽ tụt cảm giác như anh nói và tụi em cũng giận nhau 1 tháng. Quen 3 tháng mà giận nhau 1 tháng. Em cũng có nghe những tư vấn của anh và đã xem khóa đường tới trái tim chàng, nên cũng hiểu tại sao như vậy rồi. Giờ em muốn sửa chữa và đôi khi em cũng tạm quên ảnh. Mà giờ ảnh quay lại nhắn tin với em, lúc lạnh lúc nhạt. Lúc lạnh lúc nhạt đâu có lúc nào tốt đâu. À, em nói là lúc nóng lúc lạnh thì còn có lúc tốt, như giờ lúc lạnh lúc nhạt chẳng có gì tốt hết. Lúc lạnh lúc nhạt làm cảm xúc của em cứ lên xuống. Em ơi, lúc lạnh lúc nhạt là cảm giác em nó không có lên lên. Giờ em không biết phải ứng xử sao. Em có thích thật. Chúng anh phân tích cho em. Nhưng em không muốn mình bị điều khiển bởi cảm xúc. Như vậy có khó chịu lắm. Em tính gặp mặt nói thẳng. Một lần. Một lần nữa thôi người ơi. Một lần nữa thôi. Một lần nữa thôi, rồi mãi mãi mất nhau. Vì hiện tại em không biết tới quan hệ tụi em là gì, thà đau một lần. Anh tư vấn giúp em, cảm ơn anh Tuấn à. Em đã học cái lớp đường đến trái tim chàng rồi, anh nhắc lại nè. Em nói là em hiểu được là cái tại sao chuyện sao như vậy. Giờ em muốn sửa chữa. Ở trong đường tới trái tim chàng em biết được là cái cảm giác yêu của người đàn ông á, nó chỉ xây trong quá trình đeo đuổi. Ở đây em thấy dấu hiệu em đổ không? Mặc dù chưa có quờ tờ giờ. Em đổ ở đây là em đang bị phụ thuộc. Cái cảm giác em đang khó chịu, cảm giác em cần nó, cảm giác mà em lúc lên lúc xuống. Nó là em đã đổ. Có nghĩa là cái đường màu hồng nó đã nằm trên cái đường màu xanh hơi nhiều rồi đó. Hiểu đó không? Rồi nữa nè. Em mất đi cái sự đeo đuổi ở anh ta. Lúc lạnh lúc nhạt làm cảm xúc em lên xuống, giờ em không biết ứng xử sao. Em hãy để cho anh ta đeo đuổi em. Nếu anh ta không đeo đuổi em thì là hết chuyện. Em có thích thật, đó là sự thú nhận của cái việc là em, cái đường màu hồng nó đã cao hơn đường màu xanh rồi. Em có thích thật nhưng em không muốn mình bị điều khiển bởi cảm xúc đó. Em đã để điều đó xảy ra rồi, bây giờ em lại không muốn nó. Okay. Thì nó phải là một cái nỗi đau. Em phải vượt qua cái phần đó. Cho nên em phải chấp nhận cái cảm giác đó. Tức là em phải vượt qua nó, em phải mạnh hơn bản thân mình ở hiện tại đó. Bạn đã nói rồi, cái cảm xúc nó đã xảy ra rồi thì nó sẽ là như vậy. Em tính giải quyết bằng cách gặp mặt nói thẳng một lần. Thực ra khi em gặp mặt anh ta em nói thẳng một lần em sẽ làm em đau hơn. Tức là em sẽ có cảm giác hình như làm như vậy là nó giải quyết cái tình cảm mình. Nhưng mà không đâu, khi em gặp anh ta em nói thẳng một lần em sẽ về, nó sẽ ra là tại sao vậy? Tại sao anh ta lại đồng ý? Tại sao anh ta lại từ chối? Giả sử như anh ta nói đừng đừng chia tay thì em về em lại tiếp tục. Vậy là tình cảm anh ta còn. Sao lại lạnh nhạt lạ vậy ta? Còn mà ta sao lạnh nhạt? Còn nếu giả sử anh ta đồng ý thì em sẽ nói là tại sao có người này vô tâm vậy? Ngày xưa đã có tình cảm quen nhau 2 3 tháng rồi bây giờ lại chia tay một cái là đồng ý, có chuyện gì? Tức là anh nói là cái nguyên tắc của nỗi đau là những cái chiêm nghiệm về nó chứ không phải là xác nhận hay không xác nhận. Em có xác nhận nhưng mà em vẫn chiêm nghiệm về nó, em vẫn sẽ có bị hoài. Thì đó, cái quan trọng ở đây không phải là nói một lần cho hết đau. Em ơi, em nói một lần đau hơn. Có những người phụ nữ nói lần sau lại mai mốt lại là để tôi nói một lần nữa để cho nó hết. Rồi sau đó lại nói một lần nữa, nói ngàn lần chưa hết á. Tức là nghĩ là nói một lần thôi là hết thì không. Anh nói cho em biết, em nói một lần sau em sẽ muốn nói lần thứ hai. Mà cái lần thứ hai em lại muốn nói hơn cái lần đầu nữa. Và đó là nỗi đau. Cái muốn nó là nỗi đau. Và càng đi theo nỗi đau nó lại càng đau hơn. Do đó cái động tác mà em nói em muốn nói chuyện với anh ta đó chính là cái động tác rất không nên, mà là em phải quay vào bên trong bản thân mình để làm mình thăng bằng lại, xác nhận lại, nhận định lại mối quan hệ của em, là em đã biết được, em đã biết được là cái tình cảm anh ta không có nhiều, em đã thấy rõ được rằng cái cảm giác rung động của anh ta nó không có lớn, và cái cảm giác rung động không lớn và anh ta không đến được với em ngày hôm nay. Và cái lạnh nhạt, cái em nói là lúc nhạt lúc lạnh đó, mà lúc nhạt lúc lạnh thì nghe thấy tiêu rồi, mà tại sao mình lại lúc lên lúc xuống? Em để cho người đàn ông đeo đuổi mà mình nên tung tăng vui vẻ với cuộc sống của mình, tại sao mình phải lên xuống với cái người đàn ông mà lúc lạnh lúc nhạt? Cái đó em thấy không? Cái lớp đường đó chim chàng á, em học mà em chỉ hiểu một phần mà em áp dụng mới được có một phần thôi. Em phải áp dụng được cái phần chất của nó vào. Đương nhiên anh nói rồi, học là học, quá trình mình tu luyện nó mới ra cái kết quả, mình phải sở hữu cái kiến thức là vậy đó. Ok, tiếp tục nè. Anh ơi, please help, em 33 tuổi, ảnh 52 tuổi, ly dị vì vợ ngoại tình, hai con share custody, tức là cùng chia sẻ đứa con á, tức là cùng
chăm sóc con, chia 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 giờ chăm sóc con, 3 tiếng lái xe rồi để quẹo quanh đây cái nhảy rồi. Nghe có vẻ như sống ở Hoa Kỳ hay đâu đó. 3 tiếng lái xe làm bạn gạch chéo xiên 1 năm rưỡi, tức là vừa bạn mà vừa giống như hẹn hò chút xíu, 1 năm rưỡi không quờ tờ giờ vì tuổi tác, rồi dating 7,5 tháng quờ tờ giờ sau 2 tháng, anh đầu tư thời gian công sức tiền bạc tình cảm, em muốn cưới hè năm sau và exclusive, trời ơi, tức là một một á, khi anh proposes, tức là khi anh ta đề nghị hôn nhân, anh muốn giờ exclusive 4 tháng mới giới thiệu với con, 1 năm sau đính hôn rồi sống chung, 1 năm rồi cưới. Vì tụi em cãi nhau 5 ngày nay ảnh không nhắn tin, vậy em có yêu, vậy ảnh có yêu em không, khi nào exclusive em phải cư xử sao. Em ơi, cái mối quan hệ này á nha, anh nói thật á nha, mặc dù nghe có vẻ tốt nhưng mà anh thấy nó không có giá trị gì hết trơn á. Anh rất tiếc phải nói với em điều đó, tại vì nó có những cái ẩn đằng sau mà em không thấy. Thứ nhất nè, thời gian làm bạn 1 năm rưỡi, có gặp gặp không quờ tờ giờ 1 năm rưỡi, nó nói lên sự rung động có, nó nói lên sự rung động có. Bây giờ đi tiếp nè, anh cho em thấy những cái góc nhìn nó ẩn nè. Em nói là vì tuổi tác, 55 52 tuổi, vì tuổi tác gì, năm 2 tuổi anh ta hơn anh có 5 tuổi à, máu thì bà luôn mà tuổi tác gì, không có tuổi tác gì đó. Ok, tức là anh xác nhận ở đây là rung động ít. Rồi em nói là rồi dating lúc đó hẹn 7 7 tháng rưỡi, tức là sau đó hẹn với nhau 7 tháng rưỡi rồi có quờ tờ giờ. Cái quờ tờ giờ ở đây em không có gì là sai, anh cũng không gọi là sai đúng ở đây, anh chỉ nói cho em biết là cái cảm giác rung động không có thì không xây thành cảm yêu. Ok, rồi nữa nè, anh đầu tư thời gian công sức tiền bạc tình cảm, anh đoán là em nhận định cái này hơi phóng đại đó. Rồi sau đó là em muốn cưới hè năm sau khi anh propose, thì anh ta có đề nghị cưới nhưng mà anh thấy cái đề nghị cưới này cực kỳ yếu ớt. Ok, tại vì sao, cái đoạn sau em nói nè, anh muốn giờ exclusive 4 tháng rồi mới giới thiệu với con, đi tới đây quờ tờ giờ với nhau propose tức là đề nghị cưới mà lại nói là 4 tháng sau mới giới thiệu với con. Cái dating của em á, nó anh ta không có tự hào về em, anh ta không nghĩ là sẽ sống với em lâu dài, anh ta chưa muốn em gặp con anh ta, tại vì anh ta không muốn là con anh ta nó biết về em rồi sau đó lại chia với em. Ở anh ta chưa có cái cảm giác là sẽ sống lâu với em. Anh nói cho em biết. Rồi 1 năm sau rồi mới đính hôn, trời ơi, tới bây giờ vậy rồi kêu 1 năm sau mới đính hôn tiếp tục nữa, rồi sống chung 1 năm, đính hôn xong rồi sống thử nhau 1 năm rồi mới cưới. Em ơi, em phải cư xử sao, mối quan hệ này không có giá trị. Như nói với em rồi, cái cảm giác rung động không có, cho nên cái đoạn sau không thấy một cái gì đó nồng nàn mạnh mẽ và muốn muốn chinh phục, muốn lấy về, không có. Nó giống như là thủ tục vậy. À, thử 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 thời gian coi sao, thử thử ở thử thời gian, ok, rồi sau đó thời gian tôi mới giới thiệu với con, rồi nếu ở thử mà được nữa 1 năm nữa tính cưới. Em ơi, em nói cái này đừng buồn nha, em đang bán em hơi rẻ đó, cái mối quan hệ này không có giá trị. Chứ tại vì sao, trong tình cảm á, chứ anh không nói là em không giá trị hay là anh ta không, mà là trong tình cảm cái mối quan hệ này là mối quan hệ sẽ không được hạnh phúc. Không có thấy cái cảm giác yêu của người đàn ông trong đó, mặc dù tả có cái đoạn nói là anh đề nghị cưới và anh đầu tư thời gian công sức tiền bạc, nhưng mà không thấy được cái cảm giác thật sự của sự đầu tư đó, cái cảm giác nồng nàn mong muốn đó. Nó nói là, tại vì nó là kết quả, cái đầu tư chỉ là cái mình nhìn vô thôi, mà em hoàn toàn có thể nhận định sai. Tiêu à, bỏ đi, buông đi em, không có gì đáng tiếc đâu. Ôm về mai mốt rồi lại kêu tại sao chồng vũ phu, rồi sao chồng ngoại tình, tại sao chồng lại lạnh nhạt, chồng vô tâm, nó là do những cái nhận định này đó. Đúng ra ngay từ đầu em không chấp nhận một cái mối quan hệ mà giống như là quen biết bạn bè rồi cũng xiên bạn bè xiên. Em ơi, nếu mà người đàn ông không có cái dấu hiệu rung động mạnh mẽ tới em là xong phim, có vậy thôi. Em có nói là không có quờ tờ giờ vì tuổi tác, trời ơi, nghe có vẻ giống như là lâu lâu em cũng dòm dòm coi súng đạn sao, súng đạn sao. À, anh nói anh mà tuổi anh yếu á, anh già rồi cho nên anh yếu á. Anh nói là ok, tức là bản thân em cũng đã đổ á, cái kiểu là coi có quờ tờ giờ không, coi có sức không. Tôi buồn đi, cái này đừng tốn thời gian nữa, nó không tới nỗi tệ, nó không có đau đớn với em nhiều nhưng mà nó yếu lắm. Chồng em nói không yêu em mà chỉ thương thì em có cơ hội để được yêu, và hôn nhân chỉ có thương thì có bền vững không anh? Theo cái cách nói như vậy là chắc chắn là không bền vững, sao bền vững được khi mà chồng không yêu. Cái cách nói của chồng đơn giản là em ơi, anh không yêu, anh cũng không thương, anh nói vậy để em cảm giác ok, để em đừng ra tệ, nhưng mà ý ý anh nói là cảm giác cho em nhiều lắm rồi đó, cái câu đó nghĩa là vậy.
ok, nhưng mà đừng có hoang mang. Cái cơ bản đó, anh nói sao nó cũng không thay đổi, cái thực chất là không, cái cảm giác nó đang là vậy đó, và nói cho biết cảm giác nó đang rất yếu, cho nên hôn nhân có bền vững hay không, cảm giác yếu thì làm sao bền vững. Mai mốt mà chồng có ngoại tình đừng ngạc nhiên nha. Cái em cần làm là phải xây dựng cái hôn nhân đó, chứ không phải là ngồi đó anh ta nói anh ta thương thì bây giờ mình hết phụ thuộc rồi, cho nên bây giờ mình không biết là sao, giống như anh ta là người phá tất cả. Em ơi, cái hôn nhân của em hoàn toàn có thể xây dựng được, ok, em hoàn toàn có thể xây dựng được, mà nó nằm trong tay em 100%, cái hạnh phúc của em trong tay em 100%. Vậy đó, nếu mà chồng em đã nói câu này cho em, đã trả lời cho em và anh đã giải thích cho em, có nghĩa rằng em đã được thông báo là hôn nhân em đã có dấu hiệu của sự rạn nứt rồi đó. Đã được thông báo rồi nha. Một ngày nào đó anh ta say nắng, anh ta ngoại tình, hay là có thể tệ hơn là anh ta có tình cảm người phụ nữ khác và anh ta chia tay em, thì lúc đó em biết là đã có dấu hiệu cảnh báo là ngày hôm nay đó. Ok, tiếp tục nè. Nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á, thì bạn nhớ bấm vào cái nút màu đỏ là nút đăng ký kênh. Còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe. Sau đó nó hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn. Mỗi lần có video mới, bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa. Bye bye.